Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Để tỏ lòng kính yêu đối với vị cha già của dân tộc, đồng bào miền Nam đã xây dựng nhiều đền thờ tưởng nhớ Bác. Đặc biệt hơn, nhiều ngôi chùa Khmer ở Tây Nam Bộ cũng lập bàn thờ Bác hoặc treo ảnh Bác Hồ để tỏ lòng tôn kính, ghi nhớ và noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chùa Som Rong, một ngôi chùa Khmer nổi tiếng trên 600 tuổi ở Sóc Trăng, là một nơi như vậy. Năm 2010, Thượng tọa Lý Minh Đức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phân công về làm trụ trì tại chùa Som Rong, tỉnh Sóc Trăng. Trong suốt gần 40 năm tu hành, ảnh Bác luôn được Thượng tọa treo trang trọng trong các chùa. Năm 85 là sư vào chùa tu thì tôi cũng đã treo cái ảnh Bác, làm cái bàn thờ của ảnh Bác. Phúc Trăng á, hai dân tộc đa tôn giáo, Kinh Khmer Hoa cũng là anh em. Theo quan niệm của sư là bàn thờ tổ quốc chỉ có một, cũng như là cái hình ảnh của Bác. Treo hình Bác, thờ hình Bác cho Phật tử, quần chúng làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức của Bác. Cứ 5 giờ sáng, mỗi tháng 4 lần, bà con Phật tử lại tới chùa Som Rong, không chỉ để làm lễ tam bảo mà còn nghe sư Lý Minh Đức thuyết giảng. Nói chung, bà con người dân tộc Khmer rất là am hiểu đối với cái đường lối chính sách của Đảng, đối với đồng bào Phật tử rất là quan hỷ, rất là quan nghênh. Chư Đức là một trong những cái người có uy tín đặc biệt đối với địa phương Việt Nam. Cái nơi tiếp khách của Chư Đức thì được đặt cái ảnh Bác Hồ, là rất là đồng tình cao với cái quan điểm và suy nghĩ của Chư Đức để tạo điều kiện làm cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương. Không chỉ treo ảnh Bác Hồ tại chùa mà nhiều gia đình người Khmer còn lập bàn thờ Bác tại nhà. Con cháu mình cũng thương Bác. Bác là người lo dân tộc mình đủ thứ hết trơn, nó treo ảnh Bác. Mình đâu có quên ơn Bác đâu. Mình dân tộc, mình làm theo gương của Bác Hồ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Người cũng là biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Thờ Bác không chỉ tỏ lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với công ơn của người, mà còn giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa tinh thần đại đoàn kết.